Đồng Quốc Thành Luân xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm 2015. Đồng Quốc Thành Luân xin giới thiệu chiếc tủ áo và bàn phấn gỗ cụ. Trên toàn bộ cửa hàng đồ gỗ Thành Luân, quý vị đã xem cửa hàng đồ gỗ Thành Luân tại cơ sở thành phố Hải Phòng, số nhà 71 và 73 đường Văn Cao. Tôi xin giới thiệu chiếc tủ áo này là 3 buồng 4 cánh gỗ cụ, đã được hoàn thiện đánh vô đi trần màu cánh gián tươi, màu rất giống màu gỗ hương. Toàn bộ được đánh vô đi trần hết và còn nguyên màu vân gỗ, rất là đẹp. Chiếc tủ áo này là dài 2m17, sâu 60, cao 2m15 và giữa là có ngăn kéo đây, hai tay có kéo ra. Đây là tay co bằng đồng. Toàn bộ bên trong tủ. Mày tao không theo được đâu. Mày làm nhẫn lắm. Được. Mày làm nhẫn nhá. Toàn bộ chiếc tủ áo đều được đánh vê ly trần hết, nổi nguyên vân gỗ, không sơn PU, rất đẹp. Và đây chiếc bàn phấn dài 1m2, sâu 50. Chiếc bàn phấn này chưa được lắp gương. Toàn bộ được đục chạm hoàn toàn vào tay và được đánh vô đi trần hết. Đây, riêng cái mặt đằng trước này uốn cong lượn rất là mềm mại và rất là đẹp. Chiếc bàn phấn này gồm có 3 ngăn kéo và 2 cánh mở. Mình kéo giữa nữa. Đây gần kéo phụ. Đây là đội thợ đồ gỗ Hương đang mài dưới giáp nước. Bộ bàn tròn cua góc gỗ hương gồm 4 ghế và 1 bàn tròn, có thể tách được làm 2 lửa. Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại những video clip sau.